Xin chào bạn, trên tay mình là một cái đôi giày thể thao, đôi giày chạy bộ được mua từ cửa hàng Decathlon. Đây là một trong những cái cửa hàng khá là lớn ở Việt Nam, chuyên bán những cái đồ dụng cụ thể thao. Tất cả những cái sản phẩm dành cho rất là nhiều môn thể thao. Và hôm trước mình còn ghé tới cái cửa hàng ở quận Tân Phú thì cũng xem. Thực ra ở đó thì cũng có bán khá nhiều đồ, nhưng mà đa số nếu mà các bạn muốn mua giày, giày đá banh thì rất là nhiều. Còn giày chạy bộ thì bữa đó mình tới cũng không có nhiều. Có cái sản phẩm thấp nhất là giá 275.000. Nhưng mà đôi giày đó không có đẹp lắm. Và đôi giày mình mua này là giá 420.000. Ở cái mức giá 400-500.000 thì các bạn chỉ có vài mẫu thôi. Còn mức giá khoảng chừng 700-800.000 thì khá nhiều sự lựa chọn. Và những cái đôi giày đó rất là đẹp, các bạn mua là các bạn đi rất là thích. Tất nhiên những cái đôi giày dành cho chạy bộ nó sẽ khác, yêu cầu của nó là phải nhẹ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở ra xem bên trong sản phẩm này như thế nào. Đây là có một cái phiếu yêu cầu đổi hàng. Dùng cái phiếu này, nếu các bạn thấy giao sai sản phẩm thì các bạn có thể sử dụng cái phiếu này để đổi trả sản phẩm. Đây là cái phiếu mua hàng. Yeah.